Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ sáu 27 tây tháng 9 2024 hả quý vị. Combo đầu tiên hôm nay là 5 cây mai chiếu thủy nha, 400k bao ship nha. Anh nào mà lấy một cặp như vậy là 200 nè, còn 3 cây còn lại thì là 200.000 nữa. Cái lô là lô cuối cùng nha. Ngày hôm qua tôi đi Bến Tre tôi chơi, tôi ghé ông bạn tôi vét vườn nha, chỉ còn có 5 cây này thôi đó. Nếu mà muốn mua nữa thì phải mấy tháng nữa, 4-5 tháng nữa qua Tết nó có lại nha quý vị. Rồi cặp này là anh nào lấy cặp này đó là 200 một cặp nè, còn 3 cây còn lại nữa là nếu mà lấy nữa thì 200 nữa là 400 nè đó. Rồi vậy ha quý vị ha, 5 cây là 400, 2 cây là 200. Rồi xuống luôn nha quý vị.